Giới chức Mỹ và các quốc gia châu Âu đang ngày càng lo ngại về tình hình ở Ukraine. Họ tin rằng việc Ukraine khó khăn hơn trong việc giành thêm các khu vực quan trọng trong tương lai. Đồng thời, họ đang tập trung vào việc tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine để duy trì phòng tuyến trước các cuộc tiến công của Nga. Cuộc phản công của Ukraine trong năm nay đã không đạt được nhiều kết quả, khiến cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang bước vào giai đoạn bế tắc. Các lãnh đạo phương Tây đang lo ngại về tình trạng thiếu hụt ngày càng tăng về tiền bạc và đạn dược của Ukraine. Điều này có thể tạo cơ hội cho Nga để tái chiếm các khu vực mà họ đã rút lui vào năm trước. Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine với hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu đang dự tính đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong việc hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, Nga đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài với Ukraine và đánh giá rằng sự ủng hộ của phương Tây có thể giảm dần theo thời gian. Nga đang mở rộng quy mô sản xuất vũ khí quốc phòng, bao gồm đạn pháo và máy bay không người lái, UAV. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong thời gian tới, ngay cả khi nguồn tài trợ từ Mỹ giảm dần. Nhiều quan chức Mỹ và châu Âu cho rằng rút không có khả năng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine trước tháng 11 năm 2024, thời điểm Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống. Nhiều chỉ huy Ukraine thừa nhận những thách thức mà họ đang đối mặt. Đại tướng Valery Zaluzhny, tư lệnh quân đội Ukraine, nhận định cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga ngày càng giống cuộc chiến tiêu hao sinh lực trong Thế chiến thứ nhất. Theo tướng Zaluzhny, chỉ có sự tiến bộ đáng kể về công nghệ và hỗ trợ từ phương Tây mới có thể giúp Ukraine phá vỡ bế tắc. Các quan chức phương Tây đã thừa nhận rằng cho đến nay, chưa có hệ thống vũ khí nào đã tạo ra sự khác biệt chiến lược trên chiến trường cho Ukraine. Trong khi đó, nhân lực và đạn dược vẫn là những yếu tố quan trọng. Ukraine đang đối diện với thiếu hụt cả hai yếu tố này, trong khi ngành sản xuất vũ khí của phương Tây chưa thể sánh kịp với Nga. Trong bối cảnh Ukraine không thể đạt được đột phá trên thực địa, tầm quốc tế đang chuyển sự quan tâm đến chiến sự giữa Israel và Hamas và Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua viện trợ cho Ukraine. Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật cung cấp viện trợ 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel, nhưng không kèm theo hỗ trợ nào cho Ukraine, khiến dự luật sau đó bị Thượng viện do phe Dân chủ chiếm đa số bác bỏ. Lưỡng viện Mỹ thông qua luật ngân sách ngắn hạn để giúp chính phủ không phải đóng cửa sau ngày 17 tháng 11, nhưng nó cũng không chứa khoản hỗ trợ cho Ukraine hay Israel. Tổng thống Biden đã ký luật này vào ngày 16 tháng 11. Lầu Năm Góc còn khoảng 5 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách để tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng khoản tiền này cũng dự kiến sử dụng để bổ sung kho vũ khí của quân đội Mỹ sau khi họ đã giảm viện trợ cho Ukraine xuống còn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là ngân sách của Lầu Năm Góc sắp cạn kiệt. Kết quả là các gói viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine ngày càng bị thu hẹp. Những gói viện trợ quân sự điển hình được công bố khoảng 2 tuần một lần, giá trị từ 300 trừ 500 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ gần nhất, công bố vào ngày 3 tháng 11, đã giảm xuống chỉ còn 125 triệu đô la Mỹ. Bất chấp cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đề xuất viện trợ cho Ukraine có thể phải chờ đến năm sau. Những thách thức này đặt ra câu hỏi về mức độ bền vững của cam kết từ châu Âu đối với Ukraine nếu khoản hỗ trợ từ Mỹ giảm xuống. Liên minh cầm quyền ở Đức gần đây đã đồng ý tăng gấp đôi hỗ trợ cho Ukraine vào năm 2024 lên hơn 8 tỷ đô la Mỹ. EU đã trở thành nước hỗ trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Hiện tại, EU đang lập kế hoạch cung cấp viện trợ kinh tế trị giá 54 tỷ đô la Mỹ trong vòng 4 năm tới và đang thảo luận về cam kết về an ninh khu vực để hỗ trợ Ukraine. Nhiều quốc gia thành viên của EU đã cam kết cung cấp tài chính và thiết bị quân sự cho Ukraine. Pháp đã phân bổ hơn 200 triệu đô la Mỹ để Ukraine mua thiết bị quân sự của họ, trong khi Mỹ đã tuyên bố cung cấp hơn 1,85 tỷ đô la Mỹ vào năm tới. Hà Lan, Phần Lan và Litva cũng đã công bố gói hỗ trợ quốc phòng mới, với Hà Lan cam kết chuyển hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ vào năm tới. Anh cũng đã cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đào tạo thêm binh sĩ. Các quốc gia EU cũng đang chuẩn bị đào tạo thêm 10.000 binh sĩ Ukraine, nâng tổng số lên 40.000 người. Tuy nhiên, việc cung cấp đạn pháo và thiết bị quân sự cơ bản khác vẫn đang gặp khó khăn do nguồn cung cấp có hạn. Các nhà sản xuất quân đội châu Âu đang nỗ lực tăng sản lượng, nhưng việc đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine trước tháng 3 năm 2024 vẫn gặp khó khăn.